khôi phục chân dung 18 hoàng đế triều đại Bắc Tống và Nam Tống. Tống Thái Tổ chịu khu giận. Tống Thái Tông chịu quýnh. Tống Chân Tông chịu hàng. Tống Nhân Tông chịu chinh. Tống Anh Tông chịu đựng. Tống Thần Tông chịu hút. Tống Thiết Tông chịu hút. Quy Tông chịu cát. Không Tông chịu hoàng. Tống Cao Tông chịu cấu. Tống Hiếu Tông chịu bá tông. Tống Ninh Tông chịu phách. Tống Quang Tông chịu đô. Tống Lý Tông chịu quân. Tống Độ Tông chịu Mạnh Khải. Tống Cung Tông chịu Hiển. Tống Đoan Tông chịu Thị. Tống Đế Bính chịu Bính.